phát triển được cái nào đó. Thế mà ông cứ ở nhà mãi. Đó luôn là cứ phải. Chứ còn những cái thằng nào mà cứ ở xã quanh quẩn thì không không phát triển được đâu. Ít nhất là về thực tế nhá, qua bờ sông. Tớ sinh tháng 3 cơ. Nhưng đi học mới tháng 1. Thành bà này. Ngày xưa là bà không nhớ, từ bà thì mình nhớ. Ông không phải vòng vo tuổi nào cũng có người sướng người khổ cả. Không, tôi là tuổi sướng, được chưa? Đang nói câu chuyện nghĩ cho nhanh. Đang nói câu chuyện. Không vòng vo. Đúng. Bây giờ vào. Đang nói câu chuyện để uống. Bây giờ đang nói này, bây giờ nói chuyện này. 76. Mẹ bọn đấy vứt hết. Nhưng cái lứa 76 đại học nó vứt hết à? Này. Thế thì người nhiều hôm đi trên xe buýt ấy, đông người. Thế thì có một đứng lại đứng được chưa? Phía trước mình có một em rất là xinh đẹp. Không, ngồi ngay, tôi đang tăng nghiệp, cái này nó là công việc. Thế thì, chứ không xe đông mà xe chật. Các lãnh đạo lại trách là giao cho cái truyền hình 9A Hải Bối. Thấy đâu có cái biển kia ông nhìn thấy đấy. Đang lắp cổ sóng chứ rồi không quay về năm trước về thằng chủ tịch xã nó lại lắp thôi đi. Thằng này. Có nghĩa là trước hai trước tiếng hai anh hay làm nhà với chú này chứ. Nó bảo là nó bảo là mày cũng đã là đàn ông lại giao việc như thế rồi mà không về không làm được. Anh rửa lưng lương xong. Anh cứ bây giờ mà khỏe. Anh phải đưa về làm trước. Không phải lên xe trước trong người lắm. Mà thực ra là đang kiêng đấy. Trên đời đấy anh bảo rồi. Cái này cũng là đang kiêng. Đúng không? Còn đang kiêng đúng không? Bây giờ hết rồi. Kiếm cái canh lần lần. Cái canh lần lần thôi. Nhưng mà mày giữ. Thế lương của anh được bao nhiêu tiền một tháng mà em thấy lương của anh tăng nhanh đấy. Này, mà lương công chức là lương công chức là sắp tăng mười mấy phần trăm rồi, phải chúc mừng toàn đây. Chúc mừng. Vì sao anh toàn nên bỏ ra đấy.